xin kính chào quý khán giả của VTV Canada. Mời quý vị theo dõi phần tin Canada ngày thứ 6, 8 tháng 12 với những bản tin đáng chú ý như sau. Muốn viết thư cho ông già Noel phải gửi thư trước ngày 11 tháng 12. Trong hôm thứ Tư ngày 6 tháng 12, Sở Bưu điện Canada đã lên tiếng thông báo cho các bậc cha mẹ có con em muốn viết thư cho ông già Noel vào dịp Giáng sinh năm nay thì phải gửi thư đi trước ngày 11 tháng 12. Cũng theo Sở Bưu Điện thì ngày 11 tháng 12 là ngày chót mà Sở Bưu Điện có thể chuyển thơ đến địa chỉ ở Bắc Cực trước ngày Giáng sinh. Theo bà Sylvia Lapointe, phát ngôn viên của Sở Bưu Điện thì trẻ em có thể viết thư hoặc có thể vẽ hình kèm theo và gửi thư cho ông già Noel thì không cần dán tem. Cũng theo bà Lapointe thì các em nên gửi thư kèm địa chỉ để ông già Noel có thể viết thư trả lời. Trong mùa Noel năm ngoái, những nhân viên thiện nguyện làm việc cho sở bưu điện đã bỏ ra 260.000 tiếng đồng hồ viết thư trả lời cho các em nhỏ. Chính quyền thành phố Toronto mở thêm 400 chỗ cho những người không nhà. Trong cuộc họp diễn ra hôm thứ Tư ngày 6 tháng 12, Hội đồng thành phố Toronto đã chấp thuận bỏ ra một ngân quỹ 10 triệu đô la để tạo thêm 400 giường cho những người không nhà đang sống trên các đường phố của Toronto trong những ngày đông sắp đến. Tuy nhiên, hội đồng thành phố đã bác bỏ việc cho mở cửa hai kho đạn cũ Amoris ở thành phố để cho những người không nhà vào trú ngụ. Có thể vì lý do là việc mở cửa trùng tu lại hai kho đạn khổng lồ này quá tốn kém. Hai kho đạn này lớn như những tòa lâu đài cổ và việc sưởi ấm hai kho đạn này cũng rất tốn kém. Tuy hội đồng thành phố Toronto chấp thuận cho việc thiết lập trên 400 giường cho những người không nhà, nhưng có nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ vẫn muốn chính quyền thành phố thiết lập thêm những khu tạm trú riêng biệt cho những người phụ nữ không nhà. Những người không nhà là những người chết sớm. Theo cơ quan y tế thành phố, thì kể từ đầu năm cho đến nay đã có 70 người homeless trong thành phố Toronto đã qua đời, hay trung bình cứ một tuần có hai người chết. Tuổi thọ trung bình của một người homeless ở Toronto là 38 tuổi. Trong tối hôm thứ Tư ngày 6 tháng 12, có đến 5.382 những người homeless ngủ trong những trung tâm tạm trú của những người không nhà ở thành phố Toronto. Thành phố Toronto tổng cộng có 5.651 giường hàng đêm cho những người không nhà ở. Hệ thống tiệm tạp hóa bán hàng với giá 1 đô la của Trung Quốc xâm lấn Canada. Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ Tư ngày 6 tháng 12, công ty Miniso, một hệ thống tiệm tạp hóa bán hàng hóa với giá 1 đô la cho đến vài đô la của Trung Quốc, đã thiết lập những cửa hàng ở Canada cạnh tranh với công ty Dollarama của thành phố Montreal. Tuy nhiên, theo lời ông Neil Rossi, chủ tịch điều hành của công ty Dollarama, thì ông không sợ sự cạnh tranh của công ty Trung Quốc Miniso vì kiến trúc của các cửa tiệm Miniso chỉ bằng 1 phần 3 những tiệm Dollarama và chuyên bán những hàng hóa của Trung Quốc. Công ty Miniso đã mở cửa 6 cửa tiệm ở tỉnh bang British Columbia và các giới chức thẩm quyền của công ty này muốn mở thêm 50 cửa tiệm khác trong năm 2018 ở các tỉnh bang Ontario, Quebec và Alberta và với tham vọng sẽ mở cửa tổng cộng 6.000 cửa tiệm trên toàn cõi Canada từ nay cho đến năm 2020. Chẳng bao lâu nữa đi đâu người ta cũng sẽ thấy nhan nhãn những cửa tiệm bán hàng rẻ Miniso. Toronto và Edmonton là hai trong số 50 nơi tốt nhất để đi du lịch trong năm 2018. Tạp chí Travel and Leisure trong số ra mắt tháng chạp đã có một bài liệt kê 50 nơi trên thế giới mà người ta nên đến thăm viếng trong năm 2018. Trong số 50 thắng cảnh trên trên thế giới, có hai nơi ở Canada là thành phố Toronto và thành phố Edmonton. Những thành phố nổi tiếng khác của Canada như thành phố Vancouver Montreal hay Calgary không nằm trong danh sách 50 nơi tốt nhất trong năm tới. Theo bà Catherine O'Shea Evans, một bình bút ở thành phố Edmonton, thì thành phố này là thủ đô của tỉnh bang Alberta, trên hai lĩnh vực là thức ăn và bảo tàng viện. Bà Evans cho biết là ông Scott Downey, một đầu bếp nổi tiếng thế giới đã đến thành phố Edmonton, mở một nhà hàng có tên là Baronet Tree trên đường 110 Street, Ngoài ra, một bảo tàng viện mới, The Royal Alberta Museum, sẽ khánh thành mở cửa cho du khách vào xem đầu năm 2018. Trong tháng 11 vừa qua, thành phố Edmonton đã nằm trong danh sách những thành phố tốt nhất trên thế giới, The World Best City, và trong năm 2015, báo National Graphics đã chọn thành phố Edmonton trong danh sách những thành phố nên đi thăm viếng nhất trong mùa hè, Best Summer Trip Tuy nền kinh tế Quebec phát triển, hàng ngàn cư dân đã di chuyển sang các tỉnh bang khác hàng năm. Bà Hillary Page Smith, 27 tuổi, đã sống ở thành phố Montreal 3 năm qua và rất thích. Bà Smith quê nhà ở St. John, tỉnh bang New Brunswick, sống trong khu vực Plateau và chung quanh có những nhà hàng, những tiệm cà phê, chỉ cách căn chung cư của bà một quãng đường ngắn. Tuy nhiên mới đây, bà đã được nhận vào làm một công ty ngay ở tỉnh bang New Brunswick và bà đã nhận quay trở lại quê nhà. Theo bà Smith thì vùng Đại Tây Dương là nơi định cư thích hợp khi nói đến giá nhà cửa. Việc đi lại nhất là việc dùng ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Bà Smith cũng như hàng ngàn người trẻ sống ở tỉnh bang Quebec đã di chuyển, sinh sống ở các tỉnh bang khác hàng năm. Theo thống kê của Sở Thống kê Canada, thì trong vòng từ năm 2011 đến năm 2016, có 36.955 cư dân ở tỉnh bang Quebec di chuyển qua sinh sống một tỉnh bang khác. Trung bình một năm tỉnh bang Quebec mất đi 7.000 cư dân. Theo ông Jack Jebwatt, chủ tịch của The Association for Canadian Study, thì phần lớn những người di chuyển ra khỏi Quebec hàng năm vào lứa tuổi từ 25 đến 34, lứa tuổi bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tỉnh bang có đông người Quebecois di chuyển sang là tỉnh bang Ontario. Tiếp theo sau, thứ tự là các tỉnh bang Alberta, British Columbia và New Brunswick. Lý do chính cho việc di chuyển của những người Quebecer là công việc làm thích hợp. Ngân hàng Trung ương Canada không thay đổi mức lãi suất Trong hôm thứ Tư ngày 6 tháng Chạp, Ngân hàng Trung ương Canada đã không thay đổi mức lãi suất căn bản và vẫn giữ nguyên ở mức 1%. Tuy nhiên, cũng theo nhận định của các giới chức của ngân hàng trung ương, thì có những yếu tố khiến ngân hàng sẽ gia tăng mức lãi suất trong tương lai, như có thêm công an việc làm, Lương bổng gia tăng, số tiền đầu tư vào các cơ sở thương mại gia tăng và người tiêu thụ mua sắm nhiều hơn. Tuy là mức lãi suất gia tăng và số nợ nần chồng chất, ngoài ra cũng theo các giới chức của ngân hàng trung ương thì số tiền mà chính quyền liên bang tài trợ cho các dịch vụ sửa chữa hệ thống đường xá, cầu đường đã bắt đầu giúp cho nền kinh tế phát triển mạnh thêm. Một căn nhà có đến 90 cây thông giáng sinh. Hai ông Vince Jackman và Tom Corillac sống chung trong một căn nhà ở thành phố Red Deer, tỉnh bang Alberta, là nơi mà họ trưng bày rất nhiều vật dụng liên quan đến mùa Noel. Nào là những hình tượng ông già Noel, nut crackers, những vật dụng trang hoàng và 90 cây thông giả với hàng ngàn những vật dụng trang trí trên các cây thông. Theo ông chủ nhà Vince Jackman thì tất cả những căn phòng trong nhà, kể cả những phòng tắm đều có cây thông ông Vin Jackman và người bạn trai Tom Kerouac đã bắt đầu sưu tập những cây thông, những đồ trang trí cho ngày Giáng sinh từ 13 năm qua. Mỗi năm họ lại mua sắm thêm nhiều thứ. Những cây thông giả họ trưng bày trong nhà là những món quà mà họ mua trong những dịp đi du lịch như Disneyland, cây thông mua từ Las Vegas. Bây giờ hai ông này mở cửa cho công chúng vào xem và quyên tiền cho từ thiện. Trong năm nay, số tiền mà họ quyên được lên đến 5.000 đô la và họ sẽ chuyển cho quỹ từ thiện The Central Alberta Human Society. Trường Đại học Carleton mua nhà thờ cũ làm khu đại học xá. Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 6 tháng 12, hội đồng quản trị của trường Đại học Carleton, thành phố Ottawa, đang thương thạo để mua lại một ngôi thánh đường cổ kính của trung tâm thành phố Ottawa. Ngôi thánh đường Dominion Chalmer United Church nằm trên góc đường Cooper và O'Connor Street đã nổi tiếng vì là nơi có những cuộc trình diễn văn nghệ hòa nhạc trong những dịp lễ có lễ hội như lễ hội Shumperfest, lễ hội Ottawa Jazz. Tuy nhiên, họ đạo này đang gặp những khó khăn về tài chính trong việc bảo trì nhà thờ khi số bổn đạo ngày càng ít đi. Trong những năm của thập niên 1960, họ đạo này có đến 2.000 bổn đạo, mà cho đến năm 2016 thì số bổn đạo đi lễ nhà thờ Dominion Summer United Church chỉ còn 80-100 đến 100 người. Theo bản công bố của trường đại học Concordia, thì trường đại học sau khi mua căn nhà thờ này sẽ để lại một phần nhà thờ cho các bổn đạo đến dự lễ hàng ngày. Các thành viên người Australia và Canada của băng đảng tội phạm Hell Angel bị bắt tại Thái Lan. Lực lượng cảnh sát Thái Lan vào ngày thứ Tư 6 tháng 12 loan báo, họ vừa bắt giữ được 3 công dân người Úc và một công dân người Canada, vốn được xác nhận là thành viên của băng đảng nhóm tội phạm Hell Angel khét tiếng. Khi tới bố rác thị trấn Nghĩa mát Pattaya, trong một tuyên bố đưa ra tại buổi họp báo, giới chức trách cho biết đã tịch thu được nhiều món vũ khí, tiền mặt và xe hơi đắt tiền, khi đột kích vào một căn tư gia thuộc quyền sở hữu của băng đảng nêu trên chính phủ thái lan nói rằng nhóm hell angel là một mối đe dọa nguy hiểm cho xã hội vì thực hiện các vụ tống tiền và buôn lậu ma túy bất hợp pháp một nghi phạm người úc và một nghi phạm người canada sẽ bị trục xuất ra khỏi thái lan trong khi hai người khác sẽ bị ở lại quốc gia này để chịu tội hiện tại cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng tông tích ba thành viên khác của băng đảng hell angel Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Canada ngày 8 tháng 12. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chương trình sẽ được trở lại với bản tin thế giới ngay sau phần thông tin của các nhà bảo trợ cho chương trình.